Xin chào mọi người, em bên công ty Con Đường Tự Hiệu Phát. Công ty em ở Bến Cát Bình Dương ha. Thì hôm nay em làm cái clip này á là để hướng dẫn các anh chị mình á, khi mà xài sử dụng một cái cân mà nó bị đếm sai trọng lượng á, cái cân này là cân cát model là EC2 ha. Cái này là dạng cân đếm, mình đếm mà nó bị sai con á, thì là do một là do là lâu ngày mình sử dụng lâu ngày á, thì cảm ứng nó giãn ra thì nó sẽ sai số dần dần theo cái trọng lượng, cái tỷ lệ giảm cảm ứng á, thì đến một lúc nào đó thì nó sẽ sai nhiều, thì mình đếm nó không 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 chuẩn được nữa đó. Cho nên là hôm nay em sẽ làm cái clip này để hướng dẫn anh chị mình á, những người công ty mà có quả cân thì mình sẽ tự test luôn, test lại cho nó chuẩn đó. Vậy thì vào bây giờ thì em sẽ hướng dẫn cho mình test luôn ha, tại vì cân này là khách hàng gửi cho em nó đã sai rồi, em kiểm tra nó đã sai rồi. Đầu tiên thì mình sẽ tắt máy đi và mở máy lại, trong lúc mà chờ nó đang đổi số bấm 000419 ha, đó là cái bát á để vào cái chế độ ca canh clip á, không cái bát đó là không có vào được đâu. Thì bây giờ khi bấm thì mình chờ cân cho nó vào cái chế độ can ha. Rồi khi mà nó đã ra được vào được chế độ can rồi thì mình sẽ bấm enter đây, can 20, tức là cái cân yêu cầu mình đặt 20 ký quả cân lên đó. Cái này thì mình có thể sửa, cái số này mình có thể sửa tùy theo cái quả cân mình hiện có trong công ty mình á. Ví dụ mình có 10 ký thì mình nhập vô là 10, nhưng mà anh chị nhớ là 10 ký là 10.000 nha, này là 20 ký là 20.000 nè, tại này tính bằng gam á đó. Cho nên là bây giờ mà em sẽ can 30 ký thì em sẽ là nhập 30.000 30.000 ha, nhập đủ 30.000 thì sau đó rồi em sẽ bỏ 30 ký quả cân lên bàn cân. Các anh chị thấy nó đang sai nè, nó sai mất mấy gram, thiếu mất 4 gram. Thì mình đếm thì những con hàng của mình nó chia tỷ lệ ra của nó nhỏ thì nó sẽ không chuẩn. Đó, bây giờ mình ra test lại cho nó chuẩn nè. Sau khi nó đã ổn định rồi, nó không nhảy nữa thì mình sẽ bấm enter. Máy đang hiểu ha. Rồi bây giờ sau khi đã bấm enter xong thì nó đã hiểu được 30 ký rồi, thì như vậy là cái quá trình hiệu kiểm định, quá trình test của mình đã hoàn chỉnh rồi đó, hoàn thành rồi đó, thì mình có thể sử dụng mà nó không cần nó không sai nữa đâu. Và trong khi đó thì mọi người có nhu cầu về tư vấn sửa chữa hay gì á thì cứ gọi cho em ha, số điện thoại của em là 0946 225 622, em ở Bến Cát Bình Dương. Em rất hân hạnh được nhận cuộc gọi của mấy anh chị ha. Rồi, xin chào tạm biệt.